này thiện hiện chư phật quá khứ bị lai hiện tại vì như vô minh chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồ tát ấy như hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồ tát ấy này thiện hiện chư phật quá khứ vị la hiện tại vì như bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồ tát ấy như tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồ tát ấy này thiện hiện chư phật quá khứ vị la hiện tại vì như pháp không nội chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại bồn tát ấy như pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị la hiện tại Vì như chân như, chẳng thể nắm bắt được Nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy Như Pháp giới, Pháp tánh Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác Tánh bình đẳng, tánh ly xanh Định pháp, trụ pháp, thật tế Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ Chẳng thể nắm bắt được Nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, ví như thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, như thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, ví như bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, như bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy nảy thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, ví như tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy như tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, ví như bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị la hiện tại, ví như pháp môn giải thoát không, chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Như pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thể nắm bắt được, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy.